Tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, năm 2021 Tân Sửu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Tuổi Giáp Thìn là những người có khả năng giải quyết vấn đề, xoay chuyển tình huống rất tốt. Trong những trường hợp cần phải đưa ra phán đoán nhanh chóng, chính xác, họ thường là những người tiên phong đầu tiên đưa ra ý kiến của mình. Tuổi Giáp Thìn thường có trách nhiệm với công việc được giao, họ không bao giờ khiến người khác phải thất vọng về mình. Tuổi Thìn mệnh hỏa trong từng hành động, cử chỉ luôn toát lên vẻ nhanh nhẹn, tự tin và luôn trong tư thế, đón đầu với khó khăn thử thách. Mỗi khi đặt ra mục tiêu cho mình, họ sẽ không vội vàng, hấp tấp mà hỏng việc. Điều đầu tiên của tuổi Thìn là lập ra cho mình những kế hoạch chắc chắn, an toàn. Họ bước từng bước vững chắc trên con đường đi tới thành công. Bước sang năm 2021, tuổi Giáp Thìn vạn phải và thái tuế nên khó lòng yên ổn, cộng thêm hung tinh chiếu mệnh mang đến xui xẻo về mọi mặt, từ sự nghiệp, tài vận cho đến tình cảm. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Giáp Thìn sẽ gặp được quý nhân gì? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem vận trình của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ những thông tin hữu ích nào. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Giáp Thìn thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh năm 2021. Năm 2021 là Tân Sửu, tuổi Giáp Thìn tương phá với thái tuế. Mà thái tuế là sao kết tài, tuổi Thìn là sao thương quan, tạo nên vận khí khó hòa hợp. Tổng quan năm 2021 của tuổi Thìn sẽ gặp khá nhiều trắc trở. Trong sự nghiệp bị kẻ tiểu nhân quấy nhiễu, khiến cho mối quan hệ với đối tác làm ăn hoặc anh em bạn bè bị chia cắt, gián tiếp ảnh hưởng xấu tới tài vận. Tuy vậy, mặt học tập có lợi, bản mệnh có thể chuyên chú tâm cho việc trau dồi kỹ năng để nâng cao bản thân. Bước sang năm 2021, nam mạng Giáp Thìn 57 tuổi gặp hạn phá thái tuế nên khó lòng yên ổn. Bạn cần chuẩn bị tốt về mặt tâm lý. Quan tác hung tinh mang đến xui xẻo, bản mệnh nên bình tĩnh, dùng bất biến, ứng vạn biến. Tử vi tuổi Giáp Thìn, nam mạng cho biết, nam mệnh tuổi Thìn vốn tâm cao khí ngạo, làm gì cũng yêu cầu sự hoàn hảo. Trong năm nay, bạn nên tránh điều này, nếu không chắc chắn sẽ rước phiền toái vào thân. Trong năm quan trọng nhất phải chăm sóc sức khỏe, không nên dồn tâm lực quá nhiều vào sự nghiệp và tiền tài, nếu không dễ dàng mắc bệnh tật. Nữ mạng tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 gặp đại vận phát triển không được tốt. Tuổi này khác với năm Sửu cho nên sự nghiệp mông lung, tài vận không vững chắc. Bù lại có vận thiên tài nên có thể độc lập phát triển, có thể gọi chung là khá bình thường. Vận tình cảm sẽ có chấn động, bản mệnh nên biết cách điều tiết cảm xúc. Về phương diện sức khỏe thì nên lấy nghỉ dưỡng làm chính, không nên quá bận rộn. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, kim bài thái tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Giáp Thìn sẽ phải trải qua, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Giáp Thìn qua tất cả các phương diện. Về mặt sự nghiệp, sự nghiệp tuổi Giáp Thìn trong năm mới sẽ không được như ý, thường xuyên gặp kẻ tiểu nhân, bị đối thủ cạnh tranh quấy nhiễu, gây rối. Bản mệnh bị đẩy vào thế bị động,
có thể vì nóng tính mà xảy ra tranh cãi thị phi với đồng nghiệp. Bù lại, việc học tập thi cử lại rất tốt, lợi cho việc tiến thân tháng trước về sau. Mặt công việc của nam mệnh tuổi Giáp Thìn chịu ảnh hưởng của phá thái tuế, nên có thể gặp rắc rối từ cấp trên hoặc cấp dưới. Người tuổi này nên duy trì thái độ khoan thai hòa hợp, không nên quá hà khắc. Với những người tự gây dựng sự nghiệp, mặc dù tuổi không còn trẻ nhưng vẫn rất xông pha thương trường, bản mệnh nên cẩn thận cho mọi đường đi, nước bước, đề phòng bị đồng minh hãm hại. Hơn nữa, cũng nên chú ý về mặt sức khỏe, có làm, có nghỉ ngơi, đừng quá lao lực. Còn đối với nữ mệnh tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, thì sự nghiệp sẽ bị hung tinh ảnh hưởng nên sẽ gặp trắc trở. Chủ yếu là khoảng cách về tư tưởng giữa các thế hệ khiến bản mệnh không theo kịp với người trẻ tuổi, nên về mặt chức vụ có thể thay đổi. Tuy nhiên, đây cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Có một công việc nhẹ nhàng hơn có khi lại là một cơ hội tốt để tuổi này nghỉ ngơi, an ổn trước khi về hưu. Do phạm hình thái tuế cho nên sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn đều không được như ý. Để hóa giải thái tuế thì con giáp hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ bản mệnh hoàn thành con đường sự nghiệp một cách tốt nhất và rực rỡ nhất. Đồng thời, khi mang theo bên mình hàng ngày sẽ giúp tăng may mắn, chiêu tài lộc, tăng cường vận khí và cải mệnh cho tuổi 1964. Đặc biệt, pháp khí còn giúp xua đuổi những hung tinh và kẻ tiểu nhân quấy phá bản mệnh. Về mặt tài lộc, tài vận của nam tuổi Giáp Thìn chịu ảnh hưởng của phá thái tuế nên khó giữ được tiền, thậm chí còn có thể gặp rủi ro dẫn đến phá tài. Bản mệnh cần bảo quản tiền nong thật tốt, trong nhà nên khóa cửa nẻo kỹ càng, đề phòng bị trộm. Đi ra ngoài đừng mang nhiều tiền nong vàng bạc, nếu không sẽ khiến cho kẻ lưu manh chú ý. Phá thái tuế khiến cho vận thiên tài cực kỳ mù mịt, cho nên đừng cố gắng đầu tư vào những trò may rủi, nếu không chỉ thành gắp muối bỏ biển. Còn về tài vận của nữ Giáp Thìn thì do công việc của nữ mạng trong năm nay có thay đổi nên tiền lương cũng sẽ có điều chỉnh tương ứng. Nhưng trong rủi có may, vận thiên tài sẽ không bị ảnh hưởng theo chính tài. Bản mệnh có thể tận dụng năm nay để tiến hành tiết kiệm hoặc đầu tư, thậm chí là đầu tư lớn sẽ gặt hái được quả ngọt. Tuy nhiên, việc này cũng có chừng mực, không nên đưa toàn bộ vốn ra để đánh cược. Để có thể hóa giải vận xấu do thái tuế thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, từ đó chiêu các lành và tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang theo bên mình, bạn sẽ luôn được quý nhân giúp đỡ và che chở bản mệnh, đặc biệt là trong quá trình đầu tư, kinh doanh và con đường phát triển sự nghiệp trong năm 2021. Về mặt tình cảm, tuổi 1964 Giáp Thìn vào năm 2021 không xuất hiện đào hoa, hơn nữa còn phạm phá thái tuế, cho nên vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, điều tiếng qua lại. Đôi bên mỗi người nên kiềm chế một chút, nam mệnh nên nhường nhịn vợ con, nếu không gia đình sẽ lục đục không yên. Chưa kể, nếu việc bé xé thành việc to thì hàng xóm láng giềng cũng bàn tán lời ra tiếng vào. Bởi thế, nam mạng nên hạn chế tính xấu của mình, làm gì cũng cần đặt mình vào vị trí của người khác. Riêng vận tình cảm của nữ mạng trong năm nay khá kém, thậm chí có khả năng trở thành quá phụ. Hơn nữa con giáp này không biết cách cải thiện cảm xúc, khiến cho mối quan hệ của con cái cũng dần xa cách. Tuổi Giáp Thìn nữ mạng đến năm 2021 là 57 tuổi. Bản mệnh nên nhớ rằng, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, không nên vì thế mà quá mức khổ sở. Trong thời điểm này, con cái cũng nên quan tâm chia sẻ với mẹ, giúp giải tỏa những cảm xúc tiêu cực. Như vậy mới giúp cho vận thế cả con và mẹ đều sẽ tốt hơn. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh đều không có bước tiến lớn, xảy ra nhiều mâu thuẫn. Để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng, con cái ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Về mặt sức khỏe, vận sức khỏe của tuổi Giáp Thìn nam mạng đi xuống hay gặp bệnh vặt, thậm chí có nguy cơ mắc bệnh nặng. Bản mệnh nên ăn uống nhẹ nhàng, bổ dưỡng là việc chính, không nên ăn quá nhiều dư thừa chất. Khi làm việc và nghỉ ngơi thì nên ngủ sớm, dậy sớm, đừng thức khuya vô cùng có hại cho sức khỏe.
Hơn nữa, cũng cần kết hợp với việc rèn luyện và vận động vừa phải. Dự báo năm 2021, nam mạng giáp thìn sẽ mắc bệnh về đường hô hấp. Thế nên, ra đường phải thường xuyên đeo khẩu trang để ngăn ngừa các nguy cơ gây bệnh. Sức khỏe của nữ mệnh có vẻ khá hơn, chỉ cần bản mệnh chú ý đừng để tinh thần suy sụp, tiêu cực thì sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến thân thể. Bản mệnh cũng nên tạo cho mình thời gian nghỉ ngơi, rảnh rỗi, nên đi đâu đó cho khuây khỏa thay vì ở nhà suy nghĩ. Năm 2021 của nữ mạng giáp thìn vốn có vận sức khỏe không quá xấu, chỉ cần điều tiết tốt về mặt cảm xúc, tránh nghe các tin giật gân hoặc bất ngờ thì năm nay sẽ trôi qua bình an. Năm 2021, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến và những lúc bạn không ngờ tới. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.